Dạo này thì Đô Đông còn tập gym nữa. Thế là cái cánh tay xăm của anh ý nhìn nó to ra, nhìn rất là đẹp. Cái hình thể đẹp. Đây rồi, vâng. Tí chút nữa thì còn bị cái, có bị 9. Ok, 2-1. Bây giờ thì các bạn, nếu mà các bạn có ăn mì thì ra úp vội bát mì đi ạ. Vâng, có bị cái tí chết. Có bị 9 đập một băng rồi đi ra chết vào lỗ giữa bên còn lại. Nice bonus for Copenhagen. He leads Shane Van Boning 2-1 after a golden break in the third rack of this last quarter final in Essex. Đây là có. Rủi ro duy nhất thì có lẽ là chết con bi cái thôi. Rồi. Cùng xem là Sheldon có bắn chết cái không. Rồi, câu trả lời là không anh em ạ. Worry about that lower left corner for the cue ball. Looks like he can go past the nine with a little left side. Kích thước lỗ của bàn này nó sẽ là 10.2 cm cho lỗ góc và 4,25 inch cho lỗ giữa. 4,25 inch thì mình không nhớ nữa, hình như là 10.8 thì phải. Còn lỗ góc là 10.2 cm. Both made their unexpected mistakes early on in this match. And what it all adds up to is that for the second time they're level. Ví dụ như Dương Quốc Hoàng của chúng ta bây giờ đang sử dụng ba loại gậy khác nhau. Với gậy đánh là gậy hao. Phá thì là Med G của hãng Med và ngọ nhảy là Propel của Qtech. Nó cũng không liên quan gì cả đâu ạ. Nó chỉ là vấn đề của riêng cơ thủ với nhà tài trợ thôi. Vâng. Ui, vẫn là ép xòe ra để gom vào con 9. Ôi. Vâng, cười rất tươi đấy từ hoàng tử. Ôi ôi, cô bị gì rồi, đánh con bi số 4 làm tôi tỉnh cả ngủ luôn. Vâng, rất hên. Vâng, bây giờ thì ghép 29 nó là điều quá dễ. Người đâu mà hên thực sự luôn anh em ạ. Cái con này thì những cơ thủ đẳng cấp thì không bao giờ có thể trượt được. Chỉ có cái vấn đề là kiểu tạch gậy cái thứ gì đấy thôi. Vâng, ba đều. Quá đỏ. Đúng rồi, đánh như thế này có khi 6 giờ sáng thật anh em ạ. Rất khó chịu. Rất khó chịu từ Shane Van Boning. While you're waiting for that next wave of players to hopefully come through and do well at the highest level, thank goodness for Shane Van Boning, because yeah. Without him, where would America be in these big tournaments? Yeah, and it's, you know, it's alarming to a lot of us. Of course, we want more results. We're all patriotic to our country, of course. Wow, what a hit. You know, it didn't really give him much results as far as the safety, but a nice hit. And the thing for America, I think it's got more talent. It's just a matter of putting it all together and keeping the players in the game. Nice opening. Rồi đây rồi. Bốn đều. Một cú ghép 59 nữa là xong. Looks like he's got a either play the kiss shot or play the purple five into the cushion. Ok, bốn đều nha anh em nhé. Rồi, bây giờ thì đã chính thức là 4:02. Xin chào anh Việt. Anh, xin chào anh Tiến. Đến giờ phút này là cũng bắt đầu ngốc nghếch và hâm hâm. Rồi, và lan man hơi nhiều. Bây giờ chúng ta cũng quay trở lại ở trận đấu này. Một cái tình huống bắn an toàn mở cho Kobinji. Quá chính xác. À, Shane Van Boning là anh của tôi và Kobinji cũng vậy nha anh em nhé. Cả hai người này thì đều là hai người anh của tôi. Hai người mà tôi rất thích ở trong giới bia thế giới.
Rồi và quay trở lại diễn biến chính của trận đấu thì Kopinji vừa rồi có một tình huống chạy đạn ở con bi số 2 và ép cho Shane Van Morning phải thực hiện một cái cú nhảy bi. Can't hit it too hard, he'll just jump over the 9 and the 2, so very delicate when you got to get it up quickly and then down quickly as rồi, well. Cú nhảy bi hợp lệ. À, không hợp lệ các bạn ơi, rung con 9 rồi. Rồi, rung con bi 9 và quyền đặt bi ở trong tay của Kopinji. Bây giờ thì đang có một tình huống con bi số 6 và con bi số 8 kia. He's going to play a 2-9 combo, drawing the cue ball back behind the purple 5. The extension, please. I thought he may shoot the 2 and try and open the 6-8 while having the 3 near or near a pocket. Oh, như vậy là Kobiji có lẽ là thứ nhất là vừa ghép là ghép 9 và thứ hai là vừa trô con bi cái vào sau đít con 5. Một cái phương án nước đôi sau khi mà cảm thấy con bi số 6 nó không thơm. Vâng, vậy đúng là như thế rồi. Một cú bắn nước đôi. Ghép con bi 2 vào 9 và trô con bi cái về sau con 5. Yeah, didn't tuck the cue ball away, so a bit of an error here. A little more of a look than SVB expected. It's all speed control here, Michael. Nào, cú chạy đạn này bi cái ở đâu? Tốt rồi. Có lẽ sẽ là một cú nhảy bi mà thôi. Một cú nhảy bi rồi. Too much concern there. Of course, he just wanted to make a good hit with the green 6 and the black 8 tied up. Rồi, như vậy em cú nhảy hợp lệ. May đấy anh em ạ. Con bi 2 đang định chạy rồi thì con 3 gạt con bi 2 trở về cái vị trí này. Cú đánh mình thấy là khá là may đấy từ Kopinji. Ui! Không thành công. Không thành công với cái việc thực hiện cân con bi số 2. Nhưng mà vẫn khó. Nhưng mà vẫn khó các bạn ạ. It feels like he's struggling to get a grip on this match. Yeah, and feels maybe the word, he's just not feeling it at the moment. He's just a little off on cueing. He's had some misses that were very shocking. And also maybe a decision or two. And he opened up the side rail. I don't know how much of a gap there is between the green 6 and the black 8. But possibly a combination in the lower right corner now that the 7's been moved. And that's definitely enough space to take on that combination. And he's gotten kind of straight. Cái việc cân bi xảy, thật ra nó là chuyện bình thường mà anh em. But he'd like to come back and get an angle off đâu có ấy thì đâu. Open the 6-8. Here in the next shot. See where he put his hand. This looks perfect. Very natural. Now, rồi như vậy là Kobe đã tìm được một cái má để gãi được con bi rồi. Nhưng mà bây giờ gãi vào đâu đây? Chỉ có gãy vào đầu 8 thôi. Mà sao lại chỉ cái đầu gậy vào đó nhỉ? À, có thể là sẽ móc lên và ra con bi 6 lỗ giữa hay lỗ góc gì đấy anh em ạ. Đúng rồi. Như vậy là sẽ bắn vào đầu 6 và sau đó ép. Đúng rồi. Chính xác là như thế. Ok. Kopinji đánh xong thì mình mới hiểu. Hay không các bạn ơi? Quá là hay đấy ạ.
to a world of opportunity for Ko Pin Yee. They were level four times in the early stages of this match, but from four all, they can finish this task here. That'll be three in a row. I feel in a race to 11, seven is around the stage where you're starting to see the finish line here on the horizon. Yeah, and more often than not. Rồi, và thêm một con bi rút về nữa thôi là ra tá, ra 9 lỗ giữa, ngon lành. 7-4. Knows he's going to be three behind now. Ko Pin Yee is taking a firm grip. Rồi 7-4 được các bạn ạ. Rồi bây giờ thì Shane Van Gundy bắt đầu là vào tay rồi các bạn ơi. Bắt đầu vào tay rồi. Ôi tí thì trượt. Ông anh lớn này hơi thoát tim đấy. You were talking earlier about waiting for one of them to wake up in this match. It was Ko Pin Yee who did that. And that was how he built that 7-4 lead. But it's an advantage which has been completely eliminated. And now they both need four. Bảy đều. Ôi, bây giờ tôi anh em nào như tôi không? Anh em mà cầm điện thoại chỉ việc xoay cái điện thoại một cái là anh em nhìn được luôn. Nhưng mà tôi đang nhìn ở trên máy tính này phải xoay hết cả đầu ra. Rồi, đã gọi thêm giờ cho một cái cú bắn như thế này. Khá là khó chịu. Rồi, các bạn nhìn thấy cầu tay kìa. Vâng, đã ăn dàn lỗ được cho bi số 2. Cực kỳ khéo léo. Cái cầu tay rất đẹp vừa rồi của Ko Pin Yee, anh em có thấy không? Looks like the red three's past the side enough to where he can use that side rail to come back across for the pink four. Needs to stay off the rồi, rút con 3 về. Tốt. Hai băng luôn. Bị cái. Vâng, may đấy ạ. May mà không mất đường. Hú hồn. Nó sẽ có hao mòn. Kể cả cái gậy 700 triệu trên tay Ko Pin Yee lúc này nó sẽ có độ hao mòn. Lâu dần thì Ko Pin Yee cũng sẽ phải thay cái ngọn của anh ấy sử dụng thôi. Ồ, điều ra má phải cu lê này các bạn này. Đồng ý là đánh thì cũng vào thôi. Nhưng mà tự nhiên lại điều ra má phải cu lê. Điều ra cái má trô có vẻ nó nhàn hơn bao nhiêu không? Ok. 8-7. 8 cộng 7 thì bằng 15. Mà 15 thì chia cho 3. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với giờ nghỉ giải lao. Vâng, rất là nhanh. Khi một khi mà đã ra hình bi đẹp thì ai cũng đánh được nhanh cả. With the obvious exception of rack 3 and the golden break, this might be the shortest rack of the whole match. That's going to give us the first break and run we've seen from either player since Ko did it in rack 10. He's looking strong again. Và 1:30 rạng sáng ngày mai, ngày 14 sẽ diễn ra trận chung kết là trạm 13 các bạn nhé. Rất căng đấy ạ. And you kind of get the feeling, of course, this will get him to 10. So not an incredible statement, but I think Shane may be lucky to get back to the table in this match. Yeah, and I think if it turns out that way and he runs out this rack and then does the same in the next one, overall it'll add up to a pretty accomplished performance. Rồi, lại như một cái máy rồi các bạn ạ. Đúng là phá ra hình thì ai cũng có thể đi nhanh được. Được. Of a very small angle on the purple five. Now perfect to just draw up the left side rail. Rồi, con này chắc có lẽ vẫn sẽ là. Vâng, vẫn là đánh con cái bám vào băng một tí.
Vừa rồi cái góc độ vừa rồi tôi nhìn tôi tưởng là sẽ trôi trực tiếp về, nhưng mà vẫn là đánh vào một băng. Mà thế nào thì cũng là 17 cả. Cú phá chết hai viên bi. Ít nhất là nhìn thấy mặt con bi số 2 này cũng đã là ok lắm rồi. Now it looks like he's got a safety to kind of bang the blue two around and use the red three and green six to protect the cue ball. Now it's a matter if he can reach it. Con này không biết là thế nào đây. Bank it between the 9 and 8 and then anh em thử nghĩ cùng tôi với. À, có lẽ là sẽ chém mỏng hết cỡ vào hai và bi cái chui sau đầu con 9 chăng? Không 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 không. Mình nghĩ là không có cái đường đấy đâu. À đúng rồi, đánh cho hai đi vào khe 8-9, xong hai ra băng dài rồi tuột xuống cái chỗ gần con 4 kia và bị cái nấp sau 3-6. Đúng rồi, ok. Ồ, chả hay tí nào cả. Vâng, bây giờ thì là một cú đánh thử tay Shane Van Morning. Không biết là Shane Van Morning bây giờ đã chán bia chưa? Sau khi mà đối thủ của mình liên tiếp có những điểm số liên tục. Không, thật ra Shane Van Morning hoàn toàn có thể chọn phương án thủ cũng được, nếu mà cảm thấy là không đánh được con bi 2 vào. Vâng, như vậy là đã lựa chọn phương án thủ bi rồi. Hay. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi bình luận cái giải đấu World Pool Master này. Cũng đã bình luận khá khá những cái giải của Matchroom rồi, nhưng mà bây giờ thì cũng là lần đầu tiên. Cảm giác thật sự là lạ khi mà phải thức đến tầm giờ này. Tốt, một quả bằng tốt của Kobinji. Có đuôi 4 không? Vâng, tôi lại một lần nữa phải nghiêng đầu để xem là có đuôi không. Oh. Trời ơi. Vâng, có lẽ vẫn còn đường chạm vào con bi số 2. He can do much here. I don't know how much of the blue two he can get at it. Can certainly see some because he just feathered. Vâng, bây giờ có một cái tia nào. Vâng, như vậy là có thể chạm trực tiếp vào con bi số 2 nhé. Có lẽ là sẽ gạt bi số 2 vào sau đầu con bi số 9 thôi. Chính xác rồi, nhưng mà vẫn chưa triệt để cho lắm. Chưa triệt để các bạn ạ. Thực sự là chưa triệt để ở con bi này. Hoặc có thể là cái góc độ của nó chỉ được như vậy thôi. Five times Shane Van Boning has been in the semi-finals of this World Masters. Only Ralph Souquet on ace has had more. Big ask though to get there again. Khó đấy ạ. Yeah, he's got to get a little fortunate to get the snooker here. Yeah, it's always going to be tough. Rồi thôi, quả này thì đau đầu rồi. Quả này chạy đạn đằng sau 3 thì đỡ sao đây. Does improve a little bit. À, như vậy là Kobinji muốn chặt mỏng vào con bi số 2. Và con bi cái chạy ra và nó lấp. Nó sẽ cản trở nhau với con bi số 3. Chính xác rồi. Shane by his little hand gesture there. He's going to try and dig in behind this. Rồi tình huống này như nào đây? Hay là lại tiếp tục mới con bi như thế?
side rail back behind the four, the right side rail back behind the four. It caught a little thin. Ok. Rồi, một cái phương án mà có thể nhìn thấy được. A băng quét vào con bi số 2. Đường ra của con bi cái thì va vào con bi va vào con bi số 5. Để xem nào. Rồi, cú này phải chờ Kobinji đánh thì chúng ta mới biết được. À, có thể là chạy đạn cực kỳ chi tiết đằng sau con bi số 8. Ồ, cái giai đoạn này mà Kobinji lại dùng đến phần gọi thêm giờ luôn. Ok, quyết định cũng dễ hiểu thôi. Có lẽ sẽ là chạy đạn cho con bi cái đằng sau con bi số 8. He's playing a soft safety behind the eight. Could leave a jump shot here. Trời ơi, thế này là hay lắm rồi đấy ạ. Cái hình bi nó khá là tơi. Bởi vì cái hình bi nó khá là tơi, cho nên là cú chạy đạn này đã là cực hay rồi. Và Shane ngay lập tức sử dụng đến cây gậy nhảy của mình. Để xem nào. Vâng, có lẽ là Shane đã nhảy vào má mỏng của con bi số 2, bên phải con bi số 2, đưa bi số 2 về gần con bi số 3 và cái tuột xuống. Ơ, không phơi này. Không phơi các bạn ạ. Được chưa nhở? Bằng một cách đấy lại không phơi này. Cái đoạn này oánh cờ tướng với nhau thì chắc là trừ khi là con bi 2 nó sát vào băng thôi. Chứ còn không, đoạn này hai anh em này đánh cờ tướng thì chắc phải 10 phút. Rồi, B2 bây giờ có sát băng không? B2 sát băng thì là một vấn đề đấy ạ. Còn nếu không thì cứ như thế này mãi. Như một vị khán giả có bình luận thì đó là vòng lặp vô hạn. Rồi, bây giờ sẽ là chạy đạn không ngừng nghỉ các bạn nhé. Non-stop luôn đấy ạ. Very dangerous trying to edge this ball and open up the blue 2 and the green 6. I think, like I said, just lay on the 2 ball softly. Vâng. Now Shane's going to be able to improve his situation playing the same type of safety. But anh em bắt đầu oải chưa nhỉ? It's not going to leave an easy, nhưng mà đây nó là một cái thực sự rất là hay của trò chơi đấy anh em. Đây là một cái rất hay của trò chơi đấy ạ. Cứ đánh như này thôi. Vui không? Anh em thấy vui không? Đúng rồi, một vị khán giả bình luận cũng rất thú vị, đó là Bình Nguyên Vô Tận. Rồi, vẫn chưa lỗi, nhưng mà thôi, con này thì là ok rồi. Con này là cởi hình rồi. Quả này đánh bốp cái vào 2 và con bi cái ở sau 6 là xong. Là đuôi gần như là chặt luôn đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là Kobinji vẫn sẽ bịa được cái đường để A băng thôi. Bởi vì người ta có trình độ mà. Rồi, đồng ý là đuôi hứ hự rồi. Và con này mình nghĩ là cô Bình Nhi vẫn làm được. Không được anh em.
đánh đến buổi trưa thì sức người không chịu được anh em ạ. Vâng, trận đấu này của chúng, cái ngày thi đấu này của chúng ta dài đến mức mà cái ở trên Facebook, cái fanpage cà khịa người ta còn dậy rồi. Vâng, chào tất cả anh em. Rồi, quả này là 8-10 rồi các bạn ạ. 8-10 là căng đấy nhá. Thì ngay từ đầu tôi đã bảo với cả các bạn rồi, đó là nhiều khả năng là trận đấu này chúng ta sẽ đến 6 giờ sáng. Cái ngày thi đấu hôm nay nó sẽ đến 6 giờ sáng. That's problems because you have a six ball. If you try to draw out of this, could be a problem. And an eight ball, the black eight, trying to go forward maybe. Love to just creep. Yeah, he can get underneath the eight with a little spin. Quả này mà Shane đi ba chấm thì đúng khóc luôn. Accepted a long shot on the pink. Cơ bản là không thể cho những cơ thủ này cơ hội được. Ôi đây rồi. Trời ơi. Đang hay thì đứt dây đàn các bạn ạ. Chịu rồi. Well, we talked about that as maybe being the start of a big turnaround. Not for the first time tonight, Shane Van Boning left. Thực sự là chịu. Not just with the miss, but by the degree of it. Yeah, and you know. Thực ra nhá, cái má con bi vừa rồi của Shane Van Boning để mà đẩy nhá. Tôi nghĩ là các bạn cũng thi thoảng hay trượt cái má đó. Thực sự với anh em là như thế. Các bạn thấy Kobini cười rồi gãi đầu không? Mỗi tội là ông ấy chỉ để tay hờ hờ ở đầu thôi vì sợ hỏng tóc. Nhưng mà các bạn có thấy không? Kobini cũng thấm mệt rồi. Cũng bắt đầu có những cái tình huống xử lý khó hiểu rồi. Còn Kobi 5 này có trượt không thì không biết được. Chúng ta cùng xem. Vâng, không trượt được. Thôi xong rồi. Và xin chúc mừng Kopiji đã là người góp mặt ở trận bán kết World Pool Master 2023. Hai con bi còn lại thì quá dễ rồi, không thể nào mà sai được. Shane Van Boning có một cú đẩy con bi số 4. Thực sự là rất đau mắt. Rồi, đã ăn mừng rồi và xin chúc mừng Kopiji. Thưa quý vị khán giả thân mến, phần phát sóng trực